Đây, chúng ta có 12 khái niệm. Chất khử này, tính khử này, chất oxy hóa này, tính oxy hóa này, quá trình oxy hóa này, sự oxy hóa này, chất bị oxy hóa này, quá trình khử này, sự khử này, chất bị khử này, phản ứng xóa khử này, chất môi trường này. Mình tổng cộng có 12 cái định nghĩa. Đúng không ạ? Và cả 12 cái định nghĩa đấy chúng ta phải nhớ thật kỹ nhá. Đây, mình sẽ có skill. Skill của thầy, các bạn nhìn kỹ nhá. Khử, khử, cho, o, nhận. Cho và nhận cái gì? Cho và nhận electron. Được chưa? Khử cho, o nhận. Cho nhận gì? Cho nhận electron. Thì cái này đúng với cái gì? Đúng với chất khử và đúng với tính khử. Có nghĩa tính khử là tính cho e, tính oxy hóa là tính nhận e, chất khử là chất cho e, chất oxy hóa là chất nhận e. Được chưa? Và đối lập với bọn này, ngược đấy, đối lập ngược ngược, đó là quá trình, sự và bị. Có nghĩa là quá trình khử thì ngược với chất khử, còn quá trình oxy hóa thì ngược với chất oxy hóa. Được chưa? Sự khử thì ngược với chất khử, sự oxy hóa thì ngược với chất oxy hóa. Đấy, thì trong cái quá trình học chúng ta chỉ cần nắm cho thầy cái bảng này thôi là mình đã thắng rồi này. Mình giành chiến thắng. Thế ngoài ra để xác định được chất khử và chất xóa nhanh cho các phương trình phản ứng oxy hóa khử, thì em cần phải nắm cho thầy thêm nữa là khử tăng, o giảm. Tăng giảm cái gì? Tăng giảm số oxy hóa. Đấy, các bạn ghi kỹ cái bảng này vào vở nhá, ghi thật kỹ cái bảng này vào vở. Đấy chưa? Và có cái bảng này thôi thì bây giờ cái câu chuyện chúng ta xác định chất khử, chất oxy hóa, tính khử, tính oxy hóa, quá trình khử, quá trình oxy hóa, sự khử, sự oxy hóa, chất bị khử, chất bị oxy hóa rất đơn giản. Đây, mình sẽ có nhắc lại đây. Tính khử là gì? Khử tăng, o giảm, khử cho. Vậy, tính khử là tính cho e. Tính oxy hóa là tính nhận e. Quá trình khử, sự khử, chất bị oxy hóa. Đúng không? Sự khử, à, chỗ này thầy bị lỗi. Chất bị khử, nó trùng với lại sự khử. Chất bị khử, chất bị oxy hóa. Thế thì quá trình khử, sự khử, chất bị khử thì ngược với lại chất khử. Đúng không ạ? Chất khử là chất cho e. Vậy quá trình khử, sự khử, chất bị khử thì nó sẽ là quá trình, quá trình nhận e. Tương tự như vậy, quá trình oxy hóa, sự oxy hóa, chất bị oxy hóa, nó sẽ là quá trình nhường e. Rất đơn giản phải không các em? Đấy, câu chuyện rất đơn giản nhá. Thế thì bây giờ này, mình lại có tiếp. Bây giờ mình lại có tiếp. Có tiếp cái vấn đề tiếp theo là gì ạ? Là quá trình, bây giờ nếu mà cái việc này, khi mà mình cần xác định cái chất khử và chất oxy hóa, thì mình cần xác định được về gì ạ? Về là số xóa nó tăng hay số xóa nó giảm, hay số xóa nó như nào đó. Thì bây giờ ông thằng xem. Đấy, chất khử là chất cho e, đúng không? Thì số oxy hóa của nó là sao? Số oxy hóa của nó phải là khử tăng, số xóa phải tăng sau phản ứng. Vậy thì tương tự như vậy thì là tính oxy hóa và chất oxy hóa thì số xóa nó phải làm sao? Phải giảm sau phản ứng.
Quá trình khử, sự khử, chất bị khử thì ngược với chất khử, có nghĩa là nó tương tự với lại chất oxy hóa, thì số oxy hóa của nó phải giảm sau phản ứng. Quá trình oxy hóa, sự oxy hóa, chất bị oxy hóa nó ngược với lại chất oxy hóa, có nghĩa nó tương đồng với chất khử thì số oxy hóa nó phải tăng. Dễ chưa các em? Đấy nha. Thế còn cuối cùng ạ, cuối cùng là cái chất môi trường. Chất môi trường là chất mà có số oxy hóa không thay đổi trước và sau phản ứng. Là chất mà có số oxy hóa không thay đổi. Số oxy hóa không thay đổi trước và sau phản ứng. Còn phản ứng oxy hóa khử, phản ứng oxy hóa khử là phản ứng mà có sự thay đổi số oxy hóa của một số nguyên tố. Phản ứng oxy hóa khử là phản ứng mà có sự thay đổi số oxy hóa của một số nguyên tố. Ok. Đấy, đấy là 12 cái định nghĩa mà thầy muốn nhắc cho các em. Đấy, các bạn nhìn kỹ nha. Ghi lại nha. 12 cái khái niệm. Đấy, chúng ta cần nắm được, bắt buộc phải nắm được. Xong chưa? Good job chưa? Xịn sò chưa? Thế còn bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái phần thứ hai là phần cân bằng phương trình nhanh nhé. B nhỏ, cân bằng phương trình nhanh.